Hồi nhỏ nói lớn lên thoải mái lên. Dạ. Đường tình duyên em thế nào rồi Nhã? Dạ, em trải qua một mối tình ở tại Gò Vấp gần đây, do bạn gái hiểu lầm nên chia tay. Hiểu lầm, yêu nhau mấy năm? Dạ, quen nhau 2 năm, chia tay nay cũng 3 năm rồi. 2 năm mà sao hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì? Dạ, có lần bạn nhắn tin với em, bạn tâm sự gì, tại vì bạn cũng có chồng rồi. Ủa lần sao bạn bạn, chồng... bạn học tâm sự là cuộc sống gia đình không có được hạnh phúc đó. À. Rồi đang nhắn tin bình thường, em không có lời lẽ nào là gọi là ngọt ngào hết. Nhưng mà trong lúc đang nhắn tin thì bạn gái tới nhảy vô nhắn tin Zalo luôn. Dạ. Rồi nhắn tin đóng vai em nhắn với người kia luôn. Rồi nghĩ em là lăng nhăng bậy bạ cho nên bỏ luôn, chia tay. Dạ. Trời đất ơi, chuyện đơn giản quá vậy là bạc kia quá ghen rồi. Thôi, đó có mối tình thôi đó, bỏ nha, chia tay 3 năm rồi. Còn đàn gái sao? Em sao? Dạ em thì em cũng có hai mối tình chính thức của em. Thì mấy bạn đều là nhỏ tuổi hết. Nên là do không cùng quan điểm nữa. Với lại mình kiểu như mình lớn hơn bạn á, nên suy nghĩ của mình khác hơn bạn. Nên là hai đứa em không hợp nữa là nên là chia tay. Vậy hả? Chia tay em quen cũng, được bao lâu? Dạ quen được cũng hơn 3 năm á. Và chia tay cách đây cũng 3 năm rồi. Nói chung á là em xinh xắn như vậy đúng không? 3 năm rồi lý do tại sao lại không yêu nữa? Tại vì lười á chị. Làm biến yêu luôn hả? Dạ. Mình chỉ tập trung lo công việc của mình thôi. Ồ. Hy vọng là ngày hôm nay là mình sẽ tìm được một cái nửa của mình ha. Dạ. Vậy cái hình mẫu lý tưởng của em là gì? Hình mẫu của em á thì bạn nam thì cao tầm trên 1m7. Tại vì em lùn rồi nên là em muốn bạn nam của mình cao hơn á để có thể che chở cho em hơn. Với lại là chung thủy và chân thành là được. Có cần phải đẹp trai như ai không? Như một cái hình mẫu nào đó không? Dạ không, nếu mà em nhìn em thấy được là được rồi. Được là được á, dạ. Chị qua chị thử có được không nha. Được, bạn trai được. Hơi mập xíu được không em? Kìa hỏi anh, hơi mập xíu được không? Mập tới hoài. Dạ cũng được anh. Được mà, trời tao mập tao phúc hậu mà. Đừng có nói. Ha, dạ, chào dạ. Em dạ. Dễ thương, mặt có duyên. Đúng rồi, đâu em cao 1m bao nhiêu? Dạ 1m82 chị. 1m82 lận. Dạ. Ôi em ơi, ngoài tiên liệu luôn em ơi. Em có cái tiêu chuẩn gì về bạn gái của mình không? Bạn gái em là chỉ cần dễ nhìn chút xíu là được à. Cao trên 1m50. Cao 1m50. Dạ, trên 1m50 ha. Vừa đủ. Dạ, đừng cao quá, cỡ em 2 số 0 nhìn nó không có hay lắm. Em mét gì? Mời nhà trai. Rồi, mời anh trai ngồi. Dạ. Em giới thiệu về mình đi cưng. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh và bạn nam bên kia. Chào em. Em tên là Huỳnh Thị Kim Anh, em 26 tuổi, hiện tại công việc hiện tại của em là nhân viên ngân hàng. Dạ. Em làm ở đâu? Dạ, em thì em làm bên quận Tân Bình ạ. Quận Tân Bình hả? Dạ. Vậy là nhà ở thành phố luôn? Dạ, nhà em ở quận Bình Tân nhưng mà em làm việc ở quận Tân Bình. Dạ. Rồi. Rồi, xin mời em trai. Em chào anh Quyền Linh. Chào em. Xin chào chị Hồng Vân. Em chào quý vị khán giả. Chào bà Kim Anh. Em tên là Thanh Nhã, năm nay em 32 tuổi. Em sống và làm việc tại Long An. Em làm gì Nhã? Dạ, em làm quản lý chất lượng sản phẩm. À, chất lượng sản phẩm, tức là về kỹ thuật đấy đúng không? Dạ đúng rồi. À, em quê ở đâu? Dạ, em quê ở Long An. Dạ, em làm cũng ở Long An luôn. Nói chung là một người thành phố, một người Long An. Từ đây đến Long An gần mà em ha. Dạ, em có hay xuống Long An chơi không? Dạ, em cũng ít đi lắm. Nhưng mà đi chắc cũng tầm tiếng hơn. Ồ. Dạ. Đâu bây giờ em nói thử cái điểm mạnh, điểm yếu của mình coi. Điểm mạnh của em á là em giao tiếp tốt. Tại vì công việc của em là thường xuyên giao tiếp với khách hàng á. Còn điểm yếu của em á là em hay ăn nhiều, ngủ nhiều. Trời, cái đó đâu phải điểm yếu đâu. Điểm hơi yếu xíu thôi. Ăn nhiều, ngủ nhiều là tiên mà. Dạ. Với lại gặp thường là gặp người lạ mà em chưa quen biết thì em cũng ít nói chuyện lắm. Nhưng mà nói rồi thì em nói hơi bị nhiều quá. Dạ. Bạn nam bên kia ơi. Dạ em nghe chị. Dạ em nghe chị. Em có ăn nhiều ngủ nhiều giống như Kim Anh bên đây không? Chắc có. Chắc có. Có hả? Có. Khẳng định luôn hả? Ăn nhiều hơn. Dạ. Em ít ăn lắm chị, nhưng mà ăn gì là cơ thể nó hấp thụ hết rồi chị. Trời ơi, sao vậy là em giống chị đó. Dạ. Rồi em nói luôn cái điểm mạnh điểm yếu của em luôn đi. Dạ, điểm mạnh của em là giao tiếp chị. Với lại biết nấu ăn, biết làm thơ, biết ca hát. Nấu ăn, làm thơ, ca hát luôn. Dạ, biết chút chút à. Có bao giờ vừa nấu ăn vừa làm thơ không? Dạ, cũng có.
Có chứ, trời ơi, thơ là phọt ra mọi lúc mọi nơi. Nếu mà mình có cảm hứng đúng không em? Ở đây rung quá không? Cảm hứng hay là cho em ca một đoạn? Ca một đoạn không? Bây giờ rung quá rồi cho nó hát bài đi. Thoải mái lên nào Nhã. Bắt đầu. Nhớ xưa mình nói nếu lúc mình giàu, hai ta có nhà lầu và thêm xe hơi có đủ tất cả màu. Chiếc xe cùi bắp bê bánh ngoài đường, hai ta thấy bình thường. Mồ hôi tuôn rơi nhưng có nhau đời thêm vui. Xe cùi bắp bê bánh ngoài đường hả? Dạ. Trời ơi, nhắc tới kỷ niệm ngày xưa rồi. Giờ thoải mái chưa? Dạ đỡ hơn à. Hơn rồi đúng không? Có điểm yếu nào không bạn nam á? Dạ, điểm yếu của em là hơi mập, bởi con một xíu. Đừng có nói chữ mập. Đụng chạm tới một người nào đó. Hiểu không? Dạ, chắc đụng chạm tới em á. Đụng chạm đến rất nhiều người, Linh à. Trong đó có Linh nữa đó. Dạ, với lại giọng nói của em hơi nhỏ. Hơi nhỏ, nói lớn lên, thoải mái lên. Dạ. Đường tình duyên em thế nào rồi Nhã? Dạ, em trải qua một mối tình ở tại Gò Vấp gần đây. Do bạn gái hiểu lầm nên chia tay. Hiểu lầm, yêu nhau mấy năm? Dạ, quen nhau 2 năm, chia tay nay cũng 3 năm rồi. 2 năm mà sao hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì? Dạ, có lần bạn nhắn tin với em, bạn tâm sự gì, tại vì bạn cũng có chồng rồi. Ủa lần sau bạn học. Tâm sự là cuộc sống gia đình không có được hạnh phúc đó. Rồi đang nhắn tin bình thường, em không có lời lẽ nào là gọi là ngọt ngào hết. Nhưng mà trong lúc đang nhắn tin thì bạn gái tới nhảy vô nhắn tin Zalo luôn. Rồi nhắn tin đóng vai em nhắn với người kia luôn. Rồi nghĩ em là răng nhăn bậy bạ cho nên bỏ luôn, chia tay. Trời đất ơi, chuyện đơn giản quá vậy là bạc kêu quá ghen rồi. Thôi, đó có mối tình thôi đó, bỏ nha, chia tay 3 năm rồi. Còn đàn gái sao? Em sao? Dạ em á thì em cũng có hai mối tình chính thức của em. Thì mấy bạn đều là nhỏ tuổi hết. Nên là do không cùng quan điểm nữa. Với lại mình kiểu như mình lớn hơn bạn á, nên suy nghĩ của mình khác hơn bạn. Nên là hai đứa em không hợp nữa, nên là chia tay. Vậy hả? Chia tay em quen cũng được bao lâu? Dạ quen được cũng hơn 3 năm á. Và chia tay cách đây cũng 3 năm rồi. Nói chung á là em xinh xắn như vậy đúng không? 3 năm rồi, lý do tại sao lại không yêu nữa? Tại vì lười á chị. Làm biến yêu luôn hả? Dạ, mình chỉ tập trung lo công việc của mình thôi. Ồ, hy vọng là ngày hôm nay là mình sẽ tìm được một cái nửa của mình ha. Dạ. Vậy cái hình mẫu lý tưởng của em là gì? Hình mẫu của em á thì bạn nam thì cao tầm trên 1m7. Tại vì em lùn rồi nên là em muốn bạn nam của mình cao hơn á, để có thể che chở cho em hơn. Với lại là chung thủy và chân thành là được. Có cần phải đẹp trai như ai không? Như một cái hình mẫu nào đó không? Dạ không, nếu mà em nhìn em thấy được là được rồi. Được là được á, chị qua chị thử có được không nha. Được, bạn trai được. Hơi mập xíu được không em? Chị hỏi gì? Hơi mập xíu được không? Mập tới hoài. Dạ cũng được anh. Được mà, trời tao mập tao phúc hậu mà. Đừng có nói chào em. Dễ thương, mặt có duyên. Đúng rồi, đâu em cao 1m bao nhiêu? Dạ 1m82 chị. 1m82 lận. Dạ. Trời ơi em ơi, ngoài tiên liệu luôn em ơi. Em có cái tiêu chuẩn gì về bạn gái của mình không? Bạn gái em là chỉ cần dễ nhìn chút xíu là được à. Cao trên 1m50. Cao 1m50. Dạ, trên 1m50 ha. Vừa đủ. Dạ, đừng cao quá, cỡ em 2 số 0 nhìn nó không có hay lắm. Em mét nhiêu vậy cơ? Dạ em có 1m52 à chị. 1m52 vậy là cũng hơn tiên liệu được 2 phân đó cơ. Dạ. Em không thích cái gì ở bạn gái mình? Dạ không thích bạn gái là có anh nuôi hay là em nuôi chẳng hạn. Đừng có anh nuôi em nuôi gì phải không? Dạ đúng rồi. Ừ. Dạ. Của người ta có anh nuôi em nuôi chuyện của người ta chứ mới gì không thích. Cái đó là quan trọng cho mình thôi. Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà nhiều khi mỗi người mỗi ý, tôi cũng vậy là tôi không có thích. Không. Nhưng bạn tôi anh nuôi em nuôi rồi chị chở nó mệt lắm đúng không? Ủa trong bạn cuộc sống cần có những cái mối quan hệ không, tình. Bạn là bạn, anh em là anh em chứ đừng gắn chữ nuôi vô. Trời, mệt anh nuôi lắm. Em nuôi bình thường. Chị đồng quan điểm với em á. Thế đàn trai được không? Sao? Nói chung là nếu mà em mong một cái cây cao bóng cả để che chở cho em thì đây là ngoài tiên liệu luôn. Một bờ vai vững chãi để quá có thể vững luôn vào. Quá vững luôn á. Để tôi qua tôi coi. Đó. Dạ em chào Quyền Linh. Đó. Sao mà xinh gái quá vậy? Thì đó dạ. Mới nói. Cảm ơn anh. Được nha. Dạ. Đàn trai thấy là thấy chịu rồi đó. Dạ. Em gái không thích gì ở đàn ông? Em thì không thích lăng nhăng hơn. Lăng nhưng mà không nhăn ha. Là cũng nhăn đừng. Là nhăn, lăng là lăng ha. Là cũng cái đừng nào, có để cái cho. Cái nào cái nấy vậy rõ ràng. Đúng rồi. Em hình dung bạn trai bên đây sao? Gấp mấy lần em có hình dung nổi không? Dạ chắc gấp đôi ạ. Gấp đôi vậy em chịu không? Được, đủ che chở em là được rồi. Có khi gấp ba dư luôn á, dư. Nó chơi chọc với hoài. Dễ thương lắm, mấp mếp dễ thương lắm ha. Rồi, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Đúng em rồi. Gái đi với ai vậy?
Dạ hôm nay em đi với ba em ạ, với lại bạn em ạ. Rồi xin chào nhà gái. Chào ba. Dạ xin chào chương trình, xin chào anh Quỳnh Linh, xin chào chị Hồng Vân, chào quý vị khán giả. Thì ba thấy anh này thì cũng được, nhưng mà chuyện riêng số này kia là tùy qua ba nhường quyền cho con quyết định. Hồi xưa em nghe ông nội bà nội nói là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, nhưng mà hiện tại bây giờ thì cha mẹ không có đặt con cái được, tự con cái quyết định. Dạ nhiều khi nó đặt ngược lại mình phải ngồi đúng chỗ nó đặt. Đúng rồi. Rồi vậy là bên đàn gái dễ dàng dễ thương ha. Em đi với ai? Dạ em đi với ba của em. Có ba nữa hả? À ba luôn. Rồi được quá. Chào ba. Dạ xin chào Quỳnh Linh, chào Hồng Vân. Dạ. Và chào chương trình, chào tất cả khán giả có mặt hôm nay ở trường quay. Tôi thấy là rất là hài lòng. Nhưng mà dù muốn dù không cũng do con mình là chính. Cũng cảm ơn chương trình đã tạo cái điều kiện để cho con có cái sự gặp gỡ hôm nay. Và nếu có thể được thì chúng tôi sẽ đốc thúc để tiến hành hôn nhân cho sớm. Hay quá. Vậy thôi bây giờ anh Xui bên đây nói với anh Xui bên đây. Bây giờ anh Xui đã... Em chào anh. Đúng rồi, hai người bắt tay cái. Em cũng muốn cho con cái mình có một cái mối tình đẹp và hạnh phúc sau này. Thì em cũng muốn coi như là con mình sau này có một hạnh phúc trọn đời. Dạ tôi cũng vậy. Và rất mong là nếu như được, hai gia đình của chúng ta sẽ càng kháng khích hơn. Trời ơi, hay quá trời. Cưng quá rồi. Hai Xui gia tương lai gặp nhau ha. Thôi mở rào lẹ đi cho chúng gặp nhau. Thôi, đi mở rào ha. Để cho sắp nhỏ nó gặp coi sao nè. Rồi mở rào. Bắt đầu nha Nhã ha. Dạ chào anh. Tặng quà tặng đồ đi. Dạ em có món quà tặng anh là nước hoa. Thì hy vọng là sau này anh xịt nước hoa đi đâu thì anh cũng nghĩ đến em. À, mở đi, mở ra em, đi cơ. Em thích nước hoa nữa hả? Dạ. Anh thích nước hoa, anh tặng cho em. Dạ em cảm ơn. Nước hoa luôn hả? Nước hoa luôn hả cưng? Dạ dạ. Mùi nước hoa này nó nhẹ giống như là tính cách của anh vậy đó. Dạ. Mong là sau này em sử dụng nó thì em sẽ nhớ ra anh. Dạ cảm ơn anh. Hãy cho em hỏi câu trước đi. Dạ. Em gặp anh thấy anh thế nào? Dạ em thấy anh cũng mũm mĩm dễ thương. Cảm ơn. Dạ. Anh thấy em thế nào hả? Em rất là dễ thương. Dạ cảm ơn. Duyên anh dáng nữa. Công việc của mình là thường là cuối tuần là mình có rảnh không anh hả? Rảnh em, một ngày rảnh khoảng 4 tiếng. Vậy anh có ngại mà đi từ Long An mà lên tới Sài Gòn không anh hả? Anh thấy ở đây cũng gần chứ không đến đổi là xa. Dạ. Về tình cảm thì mình đi đâu mà không được. Dạ. Quan điểm về hôn nhân gia đình thế nào, trao đổi với nhau đi. Thì không biết là anh có dự định là khi nào mới lập gia đình ha? Anh thì trước khi đến đây là đã muốn lập gia đình rồi, cho nên mới đăng ký lên bạn ngoại họ. Dạ. Dạ em muốn tìm hiểu với nhau cho kỹ, với lại tìm hiểu nhau nhiều hơn á, thì em mới quyết định tiến tới hôn nhân. Tại vì hôn nhân là hạnh phúc cả đời mà, chứ đâu phải là một hai ngày là mình quyết định được. Không biết là anh có thích chơi thể thao không ha? Chắc trước, không thích quá. Lúc trước khi chưa mập thì hay chơi lắm. Bây giờ rất thích nhưng mà nói chung không có thời gian. Nếu có thời gian cũng chơi được những môn như hai người chẳng hạn. Là môn gì anh? Đánh cầu lông. Cầu lông cũng vận động mạnh đó. Chứ không phải là cầu lông là nữ. Rồi hai đứa nghĩ tới tương lai coi, giờ thí dụ lấy nhau về thì tiền bạc ai giữ, rồi con cái làm sao? Ví dụ như là sau này mà có về chung nhà thì anh có muốn là đưa tiền cho em giữ hay không? Mới gặp em là anh đã yên tâm về phần đó rồi. Dạ. Tại thường làm ngân hàng là giữ tiền rất là kỹ. Đúng rồi. Dạ đúng rồi. Em giữ tiền là em không có tính lãi đâu nha. Lỗi gắng chịu á. Nhưng mà nếu mà em gọi em giữ thì em sẽ trả lãi suất tiền gửi cho anh phải không? Dạ không, em không trả lãi. Dạ. Anh nói là anh đâu cần lãi, có em là anh lãi cả cuộc đời rồi. Mới gặp em anh có nghĩ ra được mấy câu thơ. Dạ. Anh đọc nha. Em là ai sao lại đến đây, gieo thương nhớ nơi bình yên đến lạ. Chắc ông trời duyên nợ đã xe đôi. Này em hỏi xin đừng xa rời nhé, bấm nút này anh sẽ mãi bên em. Dạ. Cảm ơn anh. Thơ đó anh sáng tác luôn hả? Anh mới nghĩ ra luôn. Hôm gái em hát là ai đi. Sao em lại đến đây? Em biết hát không? Em hát thì em hát dở lắm. Cứ kể hát nó vui đi. Cho mà hát cho vui nào. Hát thay lời muốn nói đi, muốn nói gì với ảnh, nó mượn lời ca tiếng hát nói đi. Dạ.
À, anh ơi bao lâu mới đến ngày mai? Đêm nay tại sao lại trôi quá dài? Đường về một mình chẳng còn em ai, như đường mình đi mới đây. Chạm vào đôi môi mềm mại ấy, cảm xúc lớn lớn ngất ngây. Tình yêu như muôn ngàn hương hoa đang lan tỏa trong tim em. Hết rồi. Tự như đó. Em tiến tới, mình nắm tay cô gái, mình nói hết những cái gì nãy giờ suy nghĩ về cô gái, để mình có thể trao cảm xúc đầu tiên cho nhau thử coi sao nào. Muốn nói gì nói, một câu rồi chúng ta tiến hành bấm nút. Nắm tay cô gái nào. Trời, nắm cũng rung nữa. Nhìn thẳng vô mắt cô gái. Mắt ấm áp nè, đôi mắt ấm áp nè. Mong là tụi mình sẽ cho nhau cơ hội để tìm hiểu gì nha. Dạ. Thì em cũng mong là hai đứa cũng có cơ hội để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn em. Đó. Rồi, để tay vào nút bấm đi các bạn. Dạ. Bây giờ đã đến lúc chúng ta nhắm mắt lại, kiểm tra con tim mình một lần nữa các bạn. Nếu thật sự mình rung động, mình đừng ngần ngại bấm nút. Và khi bấm nút chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Nếu không thích, không cần bấm. Để nút bấm đó cho nhiều người khác. Nào, suy nghĩ thật kỹ. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Em gái không bấm. Dạ. Tại sao lại không bấm? Dạ thì em không bấm là tại vì em thích một người nào năng động hơn. Em mong anh á là sẽ tìm hiểu và sau này có người khác á có cơ hội cho mình hơn. Cảm ơn anh. Khi trái tim người ta rung động thì người ta bấm, không rung động thì không bấm. Chúng tôi trân trọng những cái suy nghĩ đó. Dạ. Hy vọng rằng ở trên sóng truyền hình sẽ có rất nhiều cô gái bấm nút cho Nhã và cũng có rất nhiều chàng trai bấm nút cho em gái. Đừng lo điều đó. Chúc hai em sớm tìm một nửa yêu thương của mình. Cho dù các bạn không bấm nút ngày hôm nay nhưng các bạn vẫn nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Đó là một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống, bạn nhỏ của mọi nhà. Robot thương hiệu quốc gia xin gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát, máy lọc không khí, thiết bị điện, dây cáp điện, robot tại các điểm bán trên toàn quốc. Robot là thương hiệu hàng đầu trong ngành sản xuất thiết bị điện, điện tử tại Việt Nam, luôn đảm bảo tiêu chí an toàn điện. Robot, người bảo vệ hữu hiệu. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda, tặng bạn sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chương trình gửi tặng đến bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Rồi, chúc các bạn hạnh phúc. Dạ em cảm ơn chị và cảm ơn chương trình ạ. Đây quà của em.